Loa Z 12 theo nhu cầu của anh em nhé. Anh em test cùng với cái con đẩy LT 1000, là con này sẽ được tặng kèm khi mua một cặp loa Z 12 anh em nhé. Ở đây là hàng em trưng bày, còn anh em lấy em sẽ lấy hàng mới anh em nhé. Đấy, đây là LT 1000, công suất là 500W một kênh anh em nhé. Thì loa này là 450W anh em nhé. Và hôm trước thì em test gửi cho khách là hai đôi Z12 và hai chiếc LT 1000, và em test anh em em bảo là bát đánh như bom, thì anh em bảo là chắc là hỗ trợ thêm súp, vì hôm đấy em đánh con LT 4000 kìa. Đấy, thì anh em bảo là chắc là có hỗ trợ thêm súp, thì ngày hôm nay em đánh trực tiếp luôn để chứng minh cho anh em xem anh em nhá, là đánh trực tiếp nhạc vào con LT 1000 và ra luôn loa, không qua thiết bị nào khác anh em nhá. Đây anh em thấy không? Đấy, cắm trực tiếp đây. Đây em gióng cho anh em xem luôn chứ. Đây theo cái dây kia nhá anh em nhá. Đấy, đây. Đấy cái dây đấy đi thẳng vào con cây máy tính. Đó đây anh em nhá. Đó, cũng một bài nhạc như vậy luôn anh em nhá. Đấy. Đấy cắm nhạc trực tiếp vào và ra loa luôn anh em nhá. Đây, ra loa cho anh em xem luôn. Đấy. Một con thì em sẽ quay ra đằng sau để anh em xem cái đít của nó là có phải Z12. Đây này. Đôi này là đôi trưng bày anh em nhé. Đấy, nó hơi bụi một chút. Đấy, Z12 công suất 450. Đấy, đúng Z12 chưa anh em nhé. Đó, con này sơn sần cát anh em nhé. Sơn sần cát anh em nhìn này. Rất là chất. Đấy, nói chung là rất là chất. Giá 22 triệu một cặp anh em nhé. Con này sử dụng một chép neo và bát 30. Chép neo đánh rất là tan tiếng. Anh em nghe tiếng chép rất là đẹp. Đấy, và đẩy đây. LT 1000. Và bây giờ em lên nhạc nhé. Vẫn bài nhạc như vậy. Như hôm trước. Thì thật sự đến bây giờ nó chỉ kém mỗi Lavo 112 thôi anh em nhé. Lavo 112 đồng bộ bát chép là của Lavo C anh em nhé. Đó, nhập khẩu Italia. Còn đôi này thì sử dụng chép neo. Nghe rất là tê luôn anh em nhé. Bát rất đánh rất là lực. Đấy anh em nhé. Anh em nghe. Rất là ok luôn. Tê luôn anh em nhé. Anh đẩy khuyến mại theo. Đẩy LT 1000. Con này 500W được kênh. Đây là 450W. Thoải mái đánh anh em nhé. Có súp không anh em? Có súp không ạ? Đánh rất căng anh em nhé. Và không cần sử dụng súp, đánh trực tiếp từ đẩy ra. Đó, con đẩy tiếng rất hay, con đẩy này hiện tại bên em đang bán 4 triệu rưỡi anh em nhé. Tầm cái loa kia kìa. Đó, treo cao tầm loa như kia thì cực phê luôn anh em nha. Vì cái cơ bản đấy, cái loa này là loa dành cho phòng karaoke anh em nhá, dành cho phòng karaoke. Thì đợt vừa rồi phòng cháy chữa cháy em không cho vào được, thì hiện tại em đang còn gần 30 đôi anh em nhá. Trước còn 30 đôi, bây giờ còn 21 22 đôi thôi.
anh em lấy khá nhiều anh em nhé. Ra là khuyến mại 30 cặp, em có công trình nhưng mà đã không vào được, bây giờ bắt buộc là phải xả. Thì tặng thêm cục đẩy anh em nhé. Đấy, giá là 22 triệu để tặng thêm cục đẩy. Rất căng anh em nhé, rất căng. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ trực tiếp cho bên em anh em nhé. Chào tất cả anh em, hẹn anh em những video sau. Xin chào tất cả các bác nha. Để xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký, đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bác.